Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của Hồng Vlog nha Hôm nay mình sẽ khui hộp cái mic Gaucet A2 Pro dành cho iPhone nha các bạn Thì đây là một dòng mic giá rẻ, chỉ 600 ngàn kể cả tiền ship tới nhà mình luôn Nói chung là khi mình khui hộp ra thì ở trong nó không có gì nhiều Chỉ có một phiếu bảo hành, một giấy hướng dẫn, có một dây sạc và một cái TXRX đựng ở trong hộp thôi do nhu cầu là cần một cái âm thanh video trong và ấm hơn thì mình đã tin tưởng và mua cái mic này. Bây giờ mình và các bạn cùng nhau test cái mic này xem chất lượng của nó ra sao nhé. Nếu bạn nào đang có nhu cầu mua mic thì hãy xem video này để biết nha. Alo, đây là âm thanh. Đây là âm thanh khi không sử dụng cái mic Glowchat. Đây là âm thanh khi không sử dụng mic Glowchat. Mình đang lấy mic Glowchat ra ngoài rồi. Đây là âm thanh khi không sử dụng mic call chết nha các bạn. Đây là âm thanh khi mình test không sử dụng mic call chat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Alo, đây là âm thanh khi có sử dụng mic call chết nha. Đây là âm thanh khi có sử dụng cái mic call chat. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo. Do cái giọng của mình nó hơi chát cho nên mình uh, mua cần mua một cái mic để mình cải thiện cái giọng của mình nó trầm và ấm hơn một chút thì các bạn cảm nhận khi không có mic go chết và khi có mic go chết thì cái giọng của mình nó có cái gì thay đổi không các bạn hãy comment, mình bình luận xuống bên dưới video này cho mình biết nhé alo mình, test, mic chết ở chế độ vang nha test mic go chết ở chế độ có eco nha test mic go chết ở chế độ có eco test mic go Test Mix go check ở chế độ có eco tiếng vang Các bạn xem nếu mà có tiếng vang và có eco vào thì nó có hay hơn không nhé Ok test 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 Sau khi mình đã nghe lại Sau khi mình đã nghe lại hai cái đoạn video test mà mình cho các bạn xem vừa rồi đó Thì mình cảm nhận là khi cái giọng của mình Khi có mic và khi không có mic thì nó không thay đổi nhiều Nó chỉ giúp là lọc cái âm thanh bên ngoài tốt hơn bình thường thôi tại vì là khi mình mình quay không có mic á, thì âm thanh bên ngoài nó nhiễu vào nhiều mà khi mà có mic rồi thì nó lọc rất là tốt và cái mic này á thì theo nhà sản xuất là khoảng cách được 20 mét thì đối với mình hai chục mét là nó quá dư rồi mình cũng không có không cần test khoảng cách để làm gì hết mình chỉ cần quay khoảng 3 4 mét đổ lại thôi chứ mình không cần quay xa lắm đâu thì nhu cầu của mình là chỉ cần giúp lọc âm thanh và giúp cái giọng mình ấm hơn một chút để cho các bạn xem, các bạn đỡ phải chửi mình trong các video thôi. Thì ok. Cảm ơn các bạn đã xem cái video review cái giao Gossip của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.